thức giấc em vẫn mong chờ, đọc những dòng tin nhắn của anh vẫn cứ thế đắm đuối ngắm bức hình một nụ hồng thật xinh lung linh trên khóe mắt. Tin nhắn trái tim anh dành cho ai đó, rồi bỗng thấy nuối tiếc khi bóng đêm về, anh chẳng sẽ cạn giấc mơ. Tay ai nâng niu nụ hôn trong giấc mơ nồng ấm xua tan băng giá lúc đêm về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.